Trong giao diện phần mềm Revit này, xác nhận là chúng ta đang ở mặt bằng Size. Các bạn dê chuột vào thẻ Insert, ô Link và chọn câu lệnh Link Cat. Tìm đến tệp có tên là M Import Size. Và trong cửa sổ Link Cat Format, tham số Positioning là định vị, các bạn để sang lựa chọn là Auto Center to Center. Mục đích của tôi, file AutoCAD này và khung nhìn của Revit nó sẽ nằm cùng tâm với nhau để chúng ta quan sát được dễ hơn. Những lựa chọn còn lại như liên quan đến màu sắc, lớp, tầm cao, đơn vị và đặt ở cao độ nào, các bạn hãy để làm mặc định Open. Như vậy, trong khung nhìn của Revit các bạn để thấy, file Revit chúng ta đã liên kết qua lệnh link đã nằm ở đúng giữa cái vị trí trung tâm này rồi. Đây là Project Base Point và Service Point của Revit. Nếu như bạn nào không quan sát được, có thể gõ phím ZF là Zoom to Fit để chúng ta nhìn được toàn bộ dữ liệu trong khung nhìn mặt bằng Size.